Chào các bạn, thì hôm nay Tata Mobi sẽ review cho các bạn chiếc tai nghe AirPods hộp vàng 156M, cái bản update mới nhất. Và bản update này là tháng 9 năm 2021. Và theo nhà sản xuất có cung cấp trên shop thì cái phiên bản này đã được nâng cấp firmware lên là firmware 3E751. Đây là cái firmware mới nhất của Apple trang bị cho những cái tai nghe AirPods Real. Và ngoài ra còn có một nâng cấp nữa, đó chính là cái viên pin của nó đã được nâng cấp là một viên pin xịn hơn, làm cho cái thời gian nghe, thời gian sử dụng của mình sẽ cao hơn và độ bền của viên pin sẽ tốt hơn so với bản cũ trước đây. Và thông tin chi tiết như thế nào thì mời các bạn xem tiếp video, shop sẽ review cho các bạn cùng xem. Và đây là chiếc tai nghe AirPods hậu vằn 156M mới nhất, thì được thiết kế vỏ hộp rất là đẹp, y chang Real. Rồi bây giờ thì shop sẽ mở hộp chiếc tai nghe này. Thì đầu tiên đó chính là sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp đến là chiếc tai nghe được gia công rất là đẹp. Đây mình sẽ để qua một bên. Tiếp đến ở phía dưới là một cọc cáp tặng kèm USB to Lightning, là mình để qua một bên. Và trên chiếc tai nghe hổ vằn này, nó được sử dụng một lớp nhựa bóng rất là đẹp. Nó sẽ trắng và nó bóng hơn so với những cái loại vỏ của tai nghe thông thường. Đó. Và được in ấn rất là rõ ràng. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tai nghe nó ở bên trong. Được gia công tỉ mỉ. Và cái email nó in rõ ràng nha các bạn. Và mình có sử dụng cái số series của nó check trên trang chủ Apple thì nó ra là một tai Real nha. Đó, thì chắc hẳn là mấy anh thợ đã lấy một là y số series của một con Real và in trên chiếc tai nghe hộ vằn này. Tiếp tục thì shop sẽ kết nối chiếc tai nghe với chiếc điện thoại. Thứ nhất thì các bạn bật Bluetooth lên. Thứ hai các bạn mở nắp tai nghe ra. Thứ ba các bạn nhấp vào chữ kết nối. Thứ tư thì các bạn nhấn giữ ở nút ở phía sau hộp sạc ở khoảng tầm 5 giây thì tai nghe sẽ kết nối với điện thoại. Ok. Rồi, bây giờ mình có thể tùy chỉnh các chức năng của chiếc tai nghe này ở trong phần Bluetooth. Các bạn nhấp vào dấu chấm than thì mình có thể đổi tai nghe một cách rất là thoải mái. Giờ shop sẽ đổi tiếp tai nghe thành 88 Mobi. Ok, giờ shop sẽ đóng lại và mở ra để xem cái chiếc tai nghe có đổi tên không nha. Rồi, ok, đã đổi tên. Tiếp tục thì shop sẽ test cái chức năng định vị trên chiếc tai nghe AirPods hổ vằn này. Đây, các bạn nhấp vào app là tìm. Thì ở trong này nó có thể định vị các thiết bị. Đó. Thì ở đây nó định vị rất là chính xác. Hiện tại thì shop đang ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3. Đây. Và ở trong này mình có thể dễ dàng tìm cái tai nghe bị thất lạc. Mình qua nhấp vào mục phát âm thanh và tai nghe sẽ phát ra âm thanh để mình có thể tìm kiếm một cách rất là dễ dàng. Tiếp tục thì shop sẽ test cái cảm biến hồng ngoại trên chiếc tai nghe AirPods hổ vằn này. Đầu tiên các bạn bật camera trước lên, sau đó các bạn để cái cảm biến vào trong mắt camera thì các bạn thấy nhấp nháy màu tím này á, đó là cảm biến hồng ngoại. Tiếp đến thì shop sẽ test cái tính năng tháo tai ngừng vàng trên con AirPods hổ vằn này. Giờ shop sẽ tháo tai nghe ra, đeo vô lại, tháo tai nghe ra tiếp, đeo vô lại. Đây, do chiếc tai nghe này sử dụng cảm biến hồng ngoại nên cái thao tác này rất là mượt.
Tiếp đến thì shop sẽ test cái chức năng gõ đa điểm, gõ hai cái lần AirPods thì nó đang mặc định là bài tiếp theo. Ok, gõ hai cái. Rồi, hai cái nữa. Ok. Rồi, tiếp tục thì shop sẽ tùy chỉnh cái chức năng gõ hai cái này thành cái lệnh phát và tạm dừng video. Ok, gõ hai cái. Rồi, tiếp tục. Ok, bây giờ shop sẽ tùy chỉnh thêm đó là bài trước đó. Ok, gõ hai cái tiếp. Rồi, tiếp tục. Rồi, thì cái chức năng gõ đa điểm trên chiếc tai nghe này hoạt động rất là mượt. Tiếp tục thì shop sẽ test cái con chip trên chiếc tai nghe AirPods này. Thì đầu tiên các bạn kết nối chiếc tai nghe tới cái thiết bị Android. Thì hiện tại cái phần mềm này đang chỉ hoạt động trên cái hệ điều hành Android thôi, chứ còn hệ điều hành iOS thì chưa có cái phần mềm này. Đây. Ok, khi các bạn kết nối xong, các bạn mở phần mềm lên. Rồi, sau đó các bạn kết nối với chiếc tai nghe. Đó, các bạn ấn chữ Connect. Rồi, tiếp tục thì các bạn nhấn vào chữ Single Quota. Thì ở trong này nó hiện đầy đủ cái thông tin của chiếc tai nghe. Đây, các bạn ấy có thể nhìn thấy. Đó, con tai nghe này sử dụng con chip LoRa 1562M. Đây. Thì shop có một cái video hướng dẫn chi tiết, các bạn có thể check được cái chip. Thì các bạn xem trong cái danh sách video của shop ạ, shop có cái video đó. Ngoài ra, cái mic của chiếc tai nghe này thì được tích hợp trên cái men hổ vằn, nó được hoạt động rất là ổn định. Và khi mà các bạn trò chuyện hay là các bạn chơi game thì cái mic nó hoạt động rất là ngon. Đó, không như những cái phiên bản mà Ittery hoặc là sử dụng men thường thì lâu nó sẽ gặp tình trạng cái mic của nó hoạt động rất là chập chờn, nên sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của các bạn. Và ở trên chiếc tai nghe AirPods hổ vằn này, nó đã được cập nhật cái vi chương trình mới nhất mà Apple trang bị cho tất cả các tai nghe hàng Real, thay thế cho những cái phiên bản trước đây, đó là vi chương trình 3E751. Nó bây giờ nó đã được trang bị trên tai nghe AirPods Red. Đó. Các bạn có thể xem thông tin của nó trên phần cài đặt Bluetooth và phần giới thiệu trên chiếc điện thoại iPhone. Tiếp theo thì shop sẽ test cái thời lượng pin của chiếc tai nghe AirPods hổ vằn này. Thì đầu tiên shop sẽ kết nối chiếc tai nghe với chiếc điện thoại. Sau đó thì shop sẽ mở cái danh sách những cái bài hát ở trong cái app Music này. Thì shop sẽ điều chỉnh là cái mức âm thanh của nó là 100% để xem thử với cái mức âm lượng đó thì tai nghe này hoạt động bao nhiêu tiếng. Còn đối với chiếc điện thoại còn lại thì shop sẽ gắn vào một cái tai nghe có dây. Sau đó các shop sẽ mở cái app ghi âm. Đó, thì trong cái app này nó có một bộ đếm thời gian và nó có thể thu âm để biết được cái tai nghe này nó khi nào nó hết pin. Ok, thì mời các bạn cùng xem để xem thời lượng pin của nó thì khoảng bao nhiêu tiếng. Ok, đã một tiếng trôi qua rồi. Bây giờ shop sẽ xem thử thời lượng pin của nó giảm xuống còn bao nhiêu phần trăm nha. Ok, đã giảm xuống còn 83%. Rồi, mình tiếp tục test thêm. Đã 2 tiếng trôi qua rồi,
giờ mình sẽ xem thử cái thời lượng pin còn bao nhiêu phần trăm nha. Còn 58%. Ok, tiếp tục. Ok, đã 3 tiếng trôi qua rồi. Tiếp tục, mình sẽ xem thử. Rồi, ok, còn tay trái còn 41, còn tay phải còn 51 nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, đã 4 tiếng trôi qua. Bây giờ mình sẽ xem thử cái thời lượng pin của nó còn bao nhiêu phần trăm nha. Đây, thì bên tay trái còn 14, còn bên tay phải là còn 42%. Thì khi gần hết pin á, thì tai nghe nó sẽ báo ảo nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ xem thử khi nào thì nó hết pin nha. Và cuối cùng thì thời lượng pin của chiếc tai nghe này đã hết. Tai bên trái của nó đã không còn phát âm thanh. Tai nghe bên phải thì nó còn thời lượng pin là 14%. Thì khi mà các bạn nghe thêm 30 phút nữa thì nó sẽ hết pin. Đó. Thì bao giờ cái tai nghe mà có ở chế độ chờ mic ấy, thì nó sẽ hao pin hơn so với tai nghe còn lại. Đó. Trên tất cả tai nghe rep hay reel thì nó đều như vậy hết. Với cái mức âm lượng là 100%, tai nghe nghe liên tục được khoảng 4 giờ 40 phút. Thì khi mà các bạn trải nghiệm nghe nhạc bình thường á, thì với mức âm lượng 60% á, thì các bạn có thể nghe liên tục được khoảng 6 tiếng. Và cộng với cái thời lượng của cái hộp sạc á, có thể sạc được 2-3 lần. Thì khiến cho các bạn khoảng thời gian mà các bạn sử dụng trong một lần sạc có thể lên tới 15 tiếng đồng hồ liên tục. Và các bạn có thể hoàn toàn thoải mái trải nghiệm chiếc tai nghe này mà không lo về cái thời lượng pin của chiếc tai nghe. Với những cái sự nâng cấp đáng kể của chiếc tai nghe AirPods cổ phần này, cùng với một mức giá vô cùng hấp dẫn, cỡ khoảng hơn 600 ngàn thôi, thì thực sự cái chiếc tai nghe AirPods này là rất rất đáng mua nha các bạn. Và mọi thắc mắc cần giải đáp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với shop. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chào các bạn. Spread it back.